Tại sao trên trái đất không có động vật nào có thể tiến hóa khả năng thở ra lửa? Tất cả những loài động vật trên trái đất đều có cách sinh tồn riêng và mỗi loài đều có những kỹ năng đặc biệt của riêng mình. Nhưng tuyệt nhiên, chưa một loài nào có khả năng phun ra lửa hay thở ra lửa như chúng ta chứng kiến ở trên phim. Trên thực tế, dù là xưa hay nay thì chưa có loài nào có khả năng làm được điều này. Để tạo ra lửa, ta cần 3 yếu tố: chất dễ cháy, chất hỗ trợ cháy và nguồn đánh lửa. Trên thực tế, rất nhiều loài động vật trên trái đất có khả năng sản sinh ra các chất dễ cháy trong cơ thể và phun ra ngoài. Về nguồn gây cháy, động vật cũng tiến hóa cơ chế phóng điện, có thể đóng vai trò là nguồn đánh lửa. Đây là kỹ năng đặc biệt mà lươn điện hoàn toàn đã tiến hóa thành công để có được. Còn oxy chính là chất hỗ trợ cháy tốt nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là câu chuyện về mặt lý thuyết. Tất cả các loài động vật hiện có trên trái đất, không có ngoại lệ, đều sử dụng các phản ứng oxy hóa chậm để chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng chúng cần. Thế nên mục đích để phun lửa là tấn công hay phòng thủ thì đều cần một lượng lớn nhiên liệu mới có thể tạo ra lửa. Thậm chí, năng lượng tiêu thụ của một động vật thở ra lửa một lần có lẽ đủ để chúng hoạt động trong vài ngày, thậm chí là lâu hơn. Thế nên động vật trên trái đất hầu như không chọn cách tiến hóa phun ra lửa.